xong hồi đó em giảng cho cậu này xong rồi cậu này cười. Dạ đúng rồi. 12 giờ đến em lên nóc nhà người ta em phải hát cái vợ em nghe. Trời ơi. Chó ở dưới sủa ầm ầm. Trời ơi, em sợ quá. Có cái gì tiếng mà con chó sủa kiểu em sợ quá. Em sợ quá, em chạy không. Cái là tụi nó trộm, tụi nó trộm. Cái em chạy vô phòng, em kêu mày em. Mày đi ngủ, tắt đi, tắt đi, đi ngủ. Mày em cứ giỡn rồi đó. Rồi dưới tầng la quá trời. Cô trò vậy là có giữ gìn cho nhau không? À, dạ có chứ. Nhưng mà giữ gìn nhau chắc cũng có điểm tầng một cái vui quá. Dạ. Dạ em tên là Hoàng Anh Văn. Năm nay em 24 tuổi. Công việc của em là bên ở chị Điện. Còn em? Dạ em tên là Võ Ngọc Châu. Năm nay em 27 tuổi. Em là giảng viên ạ. Giảng viên về môn gì? Dạ em giảng viên bên ngành điện tử ạ. Đừng có nói là hồi đó em giảng cho cậu này xong rồi cậu này cùa luôn. Dạ đúng. Chính xác. Cô giáo. Dạ. Sinh viên. Dạ. 27, 24. Thế thì ai là người để ý ai trước? Nói gì để ý, tụi em cũng chưa để ý nhau đâu. Dạ. Như là chọc ghẹo nhau, không biết lúc nào yêu nữa. Chọc ghẹo sao? Dạ không, sao? Dạ là như thế này. Là cô giáo giảng bài, điện thoại, laptop để kế bên. Mà em ngồi bằng đầu. Cái là em nhanh tay lắm. Em giật điện thoại cái, em nhá qua điện thoại em liền. Là em biết số. Về cái hỏi thăm cô. Từ từ. Cái lúc mà hôm mà em về em nhận được cái số điện thoại hoặc cái lời hỏi thăm đó, em có biết đây là cậu học trò này không? Dạ thì mới đầu không biết, nhưng mà sau rồi nhắn tin qua lại thì mới biết. Không biết hả? Dạ. Thì lúc đó là em nghĩ anh này cảm nhận với em như thế nào? Anh này cũng là cũng lý lắc trong lớp nên nghĩ là cũng nhắn chơi với lại nhá ơi cô ơi cô chấm điểm dễ dễ cho mấy bạn trong lớp giùm em này kia. Mình tưởng là cũng thương các bạn trong lớp, thật ra có ý đồ khác đâu biết đâu. Bao lâu thì em gọi là chính thức nhận ra là cậu học trò này yêu mình? Và lúc đầu nhắn mấy tin rồi sau này em thấy nghe có mùi mùi rồi đó. Mùi. Dạ. Nhưng mà lúc đó là em có bạn trai gì chưa hay là? Dạ lúc đó thì em mới chia tay với người yêu cũ. Nhưng mà em có tiếp nhận không? Em có cảm thấy là tò mò với cái mùi vị này không? Dạ mới đầu thì em cũng không quan tâm đâu. Nhưng mà khi mà add nick Yahoo của em á thì em thấy nick Yahoo là có ngày tháng năm sinh. Mà cái ngày sinh đó thì lại trùng với ngày sinh của người yêu cũ của em. Và lúc đó em mới chia tay người yêu cũ rất là buồn. Thế là bạn có một cái gì đặc biệt hơn chút. Dạ. So với những người khác. Dạ. Thì còn khi mà em cua cô giáo á thì em có cái chiêu gì khác tất cả những cái người khác không? Dạ có chứ chị. Ví dụ 12 giờ đêm em lên nóc nhà người ta em phải hát cái vợ em nghe. Trời ơi. Chó ở dưới sủa ầm ầm ầm. Cái em sợ quá. Có cái chi tiết mà con chó sủa kiểu em sợ quá. Em sợ quá, em chạy năm. Cái tao tưởng ăn trộm, cái em chạy về phòng, em kêu mẹ em, mày đi ngủ, tắt đèn, phát cửa, đi ngủ. Mẹ em biết gì lắm rồi đó. Rồi dưới tao la quá trời. Ủa là nhà cô giáo với nhà em bộ cách gần nhau lắm hay sao mà? Dạ không xa lắm. Xa lắm ạ. Vậy mà đứng ở trên nóc nhà làm sao cô giáo nghe? Em nghe điện thoại chị. Điện thoại. Có nghĩa là em ở trên sân thượng. Không, em leo qua nhà người ta, nóc nhà người ta luôn. Trời ơi, ghê quá. Em có nhớ là em hát cái gì không? Ca khúc gì vậy? Ngày xưa em hát, em thích nhất là bài Đợi Chờ Là Hạnh Phúc. Thế là em xài cái chiêu này trong bao lâu thì vợ em đổ? 5-6 tháng nghĩ chị. Còn khúc cây cứng nữa là hôm đó là muốn cũng là Noel muốn dẫn vợ em là về nhà em chơi. Chứ vợ em nói là bây giờ anh thổi được 100 cái bong bóng em mới theo anh về anh chơi. Trời ơi. Em cũng gan, em cũng chơi luôn. Em thổi 100 cái bong bóng hôm đó. Giờ em nghĩ lại mình đúng hình ngu thiệt. Thổi xong hôm đó cái miệng nó không nói được luôn. Bây giờ em cũng hí hẳn cầm bong bóng bắt em chạy vòng hình ngoài đường đó xong mới chịu đi về anh chơi. Có phải là vì những cái hành động đó và cái tấm chân tình đó mà em đã ngã lòng với anh em? Dạ cũng một phần. Mới đầu em cũng không có chấp nhận đâu. Em thấy ông này anh trẻ tuổi hơn. Rồi lo sợ nhiều thứ lắm. Nên là không có muốn quen. Nhưng mà kêu ảnh hát cho em nghe cái em tưởng là không hát. Cái tự động cái hát cái làm em cảm động. Rồi tiếp theo cái em không chịu quen cái làm nũng đó. Bây giờ cô không quen em là em nghỉ học. Thâm vậy đó. Thâm dữ. Cô hốt hồn cô quen luôn. Quen hôn đó là cái bạn này bạn tỏ tình sao rồi xưng hô sao? Cô ơi yêu em đi hả hay sao? Ngày đó là em nhớ suốt bây giờ luôn, không bao giờ em quên được. Hả? Hôm đó nó yêu xong em cô giáo lì. Em chết thời cơ em kiếp một cái. Xong cô giáo quay lại một cái bớt mặt em, năm ngón tay mặt bây giờ em cũng không nhớ. Vậy đó hả? Trời ơi. Mà lúc đó là đang ở đâu? Dạ đang đi học bài ở trong khuôn viên của trường. Và lúc đó chắc là tình trong như đã một ngoài còn e rồi. Dạ lúc đó cũng thích à. Là lúc đó là chính thức yêu nhau. Dạ. Nhưng mà trong lúc yêu nhau thì hai bạn có giấu thân thế không? Trời giấu dữ lắm, giấu ghê lắm.
Nhưng mà giấu như vậy thì bao lâu thì cái kim bị lòi ra? Dạ khi nào thì hát kịp cưới. Hay vậy, giấu hay vậy trời. Rồi hai cô trò yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Dạ chính xác là 3 năm. Cái ngày mà kỷ niệm 3 năm là ngày cưới. Ồ. Nhưng mà còn chuyện này hỏi nè. Rồi cô trò vậy là có giữ gìn cho nhau không? Dạ có chứ. Nhưng mà giữ gìn nhau chắc cũng có điều tận ngộ chắc vui quá. Thì biết ngay là sao. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ cái đêm tân hôn không có vui gì hết á, mà đêm tân hôn mà hai vợ chồng hả, cãi nhau banh xác luôn á. Trời ơi, cãi nhau quá trời luôn. Giận ảnh làm hoài không được, cái ảnh quay là ảnh giận. Ảnh giận xong rồi ảnh quay lưng đi rồi á, giảm như là con nít vậy đó. Thì em lúc đó em rất là uất ức, lúc đó mình cảm thấy mình bị hắt hủi thì không có được quan tâm, bị hụt hẫng. Dạ bị hụt hẫng lắm, em nói trời ơi cho cưới chồng gì không có quan tâm gì hết á, chỉ biết lo cho nghĩ cho mình không à. Lúc đó là vợ cần sự quan tâm, hỏi là em có sao không, có như thế nào không, bỏ mặc vợ ngồi một góc vậy đó, còn nằm trùm chăn ngoay ngoắt đi. Ai biểu cưới ông trò làm chứ. Không, bây giờ khóc, em không có kinh nghiệm. Trời em tức quá, em gọi cho mẹ em khóc quá trời khóc luôn. Chung là lúc đó là em muốn bỏ luôn á. Thiếu kinh nghiệm là một chuyện, nhưng mà cái tâm lý nó cũng bị áp lực đúng không? Dạ. Ra đâu phải là cặp nào mà đêm tân hôn cũng thành công đâu. Dạ, suốt tuần luôn ạ. À. Suốt tuần trăng mật luôn. Tuần luôn. Tân hôn thành công luôn. Không. Một tuần nó phải gọi là một tuần dập mật. Dạ. Tuần dập mật anh. Toàn tập luôn. Rồi bây giờ anh hỏi nè. Dạ. Em phát hiện ở cái cầu học trò này, bây giờ là ông xã mình đó là có cái điểm gì xấu? Hay càng nhằn hay càng ràm. Xấu nhất á, xấu đau, xấu đớn nữa. Nóng tính lên á, sân hô không có tốt với vợ. Là sao? Em thì thích nhẹ nhàng, dịu dàng. Ảnh bực lên thì không kiềm chế được thì xưng mày tao là gì đó. Em mày tao chí tớ vậy, như nít vậy đó. Dạ em rất là giận, em cảm giác như mình bị xúc phạm vậy. Lúc đó thì em phản ứng như thế nào? Em nói mày tao lại không? Dạ không, em không giờ nói mày tao hết á. Em giống như em kỹ từ đó lắm. Ừ. Dạ, nên là em nói nhỏ mà hổn quá. Tại nhỏ hơn em mà. Ngày xưa kêu cô mà giờ kêu mày tao vậy tức lắm. Còn không? Dạ không. Em không biết còn không, không sợ. Không, sợ không em bà vợ nữa. Sợ không. Nóng lên rồi lúc đó không suy nghĩ được. Tại có một lần hứa với em đã đời xong hôm sau cãi nhau lại như vậy nữa. Đó là từ cưới với nhau giờ là 2 lần á. 2 lần. Nghĩa là hứa với em 2 lần là không thực hiện. Dạ hứa 1 lần. Không, bây giờ mới 1 lần thôi đúng không? Bây giờ thôi thì em có muốn chồng em hứa với anh với chị Vân và tất cả mọi người khán giả đây không? Dạ đây là tâm nguyện của em từ đầu đến trước giờ. Chỉ muốn nói được câu này thôi. À mình phải có trước có sau, nói đi phải nói lại, bây giờ phải hỏi tại sao mà những lúc đó em lại bộc phát ra như vậy. Dạ nhiều lúc vợ em tính tình thì hay quên, thứ hai nữa là có cái tính là làm việc xong rồi cứ bày ra đó. Em tính em gọn gàng em kỹ lắm, về em nói hoài không được, em tức quá em nói một câu vậy em cãi một câu điên máu lên rồi xong rồi đó. Vậy đó hả? Cãi. Chỉ vấn đề là bừa bộn vậy thôi. Dạ. Thì ví dụ như bây giờ chị nói là sắp tới tương lai mà những vấn đề gì nó nặng nề hơn cái chuyện bừa bộn nữa, rồi đi đến chuyện xung đột cãi nhau thì em sẽ xưng bằng cái gì nữa? Không, nhưng mà sau này mà gặp tình huống như vậy thì em sẽ có em kiềm chế lại. Phải tìm một cái cách để mà mình chế ngự chính bản thân mình. Dạ. Chẳng hạn như là mình tự xé đồ mình. Bây giờ nè, anh muốn em hứa một lời với người bạn đời mình. Anh hứa với em là sau này sẽ không có những cái... Em đừng nên nhìn cái cành hoa mà em hứa. Nhìn mà xả. Sau này sẽ... Anh hứa sau này sẽ không bao giờ nói đến từ đó nữa. Có gì... Nếu mà có chuyện xảy ra, anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân mình lại. À, vợ nói một câu cho chồng mắt được. Vậy là em vui lắm rồi. Rồi, bây giờ vợ em ở nhà thì có những cái tính xấu gì? Tính hay quên. Ngoài hay quên. Bề bộn. Như cách đây cũng mấy tháng, hai chồng em đi miền Tây chơi, em dắt xe ra ngoài, em bóp để tủ lạnh. Em ơi, bóp của anh để tủ lạnh kế điện thoại của em nha. Lúc đi ra giờ em cầm cái điện thoại cái bóp để lại, toàn bộ giấy tờ xe, tiền bạc để em bóp hết. Mà hên lắm á, xăng em đổ trước. Cuối cùng hôm đó là đi miền Tây là trong 12 chồng em còn đúng 50 ngàn. Đến nhà cái bóp mình anh tủ lạnh. Vừa mừng mà vừa giận. Vừa mừng mà vừa giận. Mừng là không mất bóp, giận là tại sao bà vợ mình hay quên vậy. Rồi lúc đó chắc nhìn chồng cười trừ thôi chứ. Dạ không, em sợ lắm. Tại vì hả chồng em hay la này kia đó, lúc đó em co ro lại. À vậy đó, còn em muốn chồng em thay đổi như thế nào? Bớt cái tính càm ràm đó. Như vậy có nghĩa là bỏ cái càm ràm mà vẫn giữ cái nóng tính. Dạ, bớt nóng tính đi. Thế còn em muốn vợ em như thế nào? Bớt đi cái sự hay quên lại. Em có sanh chưa? Dạ chưa, nhưng mà em hay quên. Tại vì á là nếu mà em sanh em còn hay quên nữa. Dạ. Thì chị thấy vậy nè, từ trong sâu thẳm của chồng em á,
là chồng em muốn rằng á, em phải công nhận chồng em là một người chồng, một người trụ cột của gia đình thực sự. Tại vì sao? Thường tâm lý của những người mà người ta nhỏ tuổi hơn mình đó, người ta luôn luôn muốn chứng tỏ rằng người ta phải là người chồng đích thực, người chồng trụ cột. Và em nên tạo cho chồng em cái cảm giác đó. Tại vì thấy chồng em rất là lanh. Còn về phần của vợ em á, vợ em có cái bệnh đó là hoàn toàn vợ em không có muốn, mà không có muốn quên. Em không biết sao đó, giờ em những việc lặt chặt á hay quên lắm. Những con số nè, những hàng ẩn thức nè, nhớ cực kỳ. Ờ, đó, đúng rồi, đó, đúng nhớ rồi. Cực kỳ. Đúng rồi, ở ngoài đời chuyện đó là chuyện mình. Cô Trương em. Cái này là đảng trí đó, chứ không phải là hay quên đâu. Có con á còn đảng trí hơn nữa nghe. À. Thì về phía chị ha, thì chị thấy gì nè, em chàn cái đó giùm cho vợ em đi, thì những cái mâu thuẫn nhỏ, những cái mặc cảm nhỏ nó sẽ xóa đi hết ha. Rồi, chúc tụi em hạnh phúc ha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Mình là Nguyễn Văn Thành, năm 34 tuổi, nghề nghiệp là hớt tóc. Còn em? Em là Nguyễn Thị Mận, năm nay 22 tuổi, nghề nghiệp là phụ chồng làm tóc. Mận là người gì? Em người Huế. Người Huế. Yeah. Còn Thành là như người Bắc ha. Dạ đúng rồi, em ở Lạng Sơn. Dạ. Chồng Lạng Sơn, vợ Thừa Thiên Huế. Ủa hồi nãy em nói em là bao nhiêu tuổi? Dạ 22 tuổi. 22 tuổi, còn Thành nhiêu? Mình 34. Nghĩa là hơn lớn nhỏ con giáp. Đúng rồi. Dạ, giáp. Thường là con trai Bắc á là thích gái Huế lắm nha. Nhưng mà con gái Huế thì hình như là không có thích trai Bắc đúng không? Dạ đúng rồi. Con gái Huế là thích trai Nam. À. Dạ đúng rồi. Ờ, như vậy chắc chắn á là cái việc Thành á mà theo đuổi Mận là hơi bị khó đúng không? Dạ đúng rồi. Khó không? Khó. Khó sao? Đâu kể cái buổi ban đầu lưu luyến ấy. Cái khoảng 6 năm thì mình mở cái tiệm hớt tóc ấy thì cũng cạnh chỗ xưởng làm của vợ mình. Lúc ấy mình nhìn vợ mình thì lúc ấy khoảng độ nhỏ lắm, chừng tí à, chừng 16 tuổi ấy. Chứ ấy mình có một đời vợ rồi. À. Mà cũng có một đứa con gái, lúc ấy chia tay rồi. Khi đó mình gọi chồng mình bây giờ là chú. À. Cũng nghe mấy người trong xưởng làm á kêu là cha này là có vợ có con đấy, liệu hùng mình có quen. Mà nhìn ấn tượng lúc đầu cũng dữ lắm. Không phải để tóc như bây giờ đâu. Nó quấn 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 như con heo vậy nè. Đó sẽ rõ ràng là cái đầu của Thành nhìn giống cái đuôi heo. Gì cũng không có ấn tượng. Có là người đi ngang qua, anh thì đang lấy tay vậy nè, mắt cứ nhìn chăm chăm vậy, cứ nghĩ trong bụng kêu làm gì chắc thùng tay khách quá. Lúc đó là không để ý cô này không hay là anh vừa để ý vừa thả dê tí để cô ấy biết là mình cũng có tình cảm với cô đấy. Thả dê làm sao? Lâu lâu cô ấy đi ngang quá nhìn không mình huýt huýt rồi. Không biết. Không, mỗi lần mà anh đút chuột vậy em cảm thấy khó chịu không? Chà, nhưng mình cũng ngay nè. Ôi cái cha này sao nhìn mặt ghê thế. Còn có cái điều cười mà cười ghê lắm, anh cười cho em. Chỉ cần đi ngang qua là nút chuột xong, sau đó là cười. Mà lúc ấy không biết làm cách nào để cua người ta nữa. Tình cờ bên xưởng làm của ấy mất điện, tự nhiên cô ấy mang cái điện thoại qua, cô ấy nói chú ơi chú cho cái con sạc cái điện thoại với. Mình luôn mình bảo em cứ vào, em vào tiếng không mời sạc điện thoại. Còn lúc ấy thì em cứ về đi, để trong lúc ấy là mình lấy điện thoại của cô ấy gọi em số của mình, nhắn qua đến lại thôi. Thì cô ấy nhắn mình lại như thế này: chú ơi chú, con lạy chú có vợ con này, chú đừng có cua con nữa. Lúc đó là em vẫn chưa biết. Cứ tưởng là kêu người ta đồn á, đúng không? Lúc mà cô ấy kêu là thôi đi thì chú thôi rồi đó. Thôi mình cũng thôi. Mình tức lắm. Thường á buổi chiều á ở chỗ làm của mình á thì mình hay lấy nước rửa tay đồ ra nè. Rồi mình ra mình dội ra sân ấy cho sạch. Trong cái hôm đấy á thì tình cờ đang chuẩn bị dội, tự nhiên cô ấy với bạn cô ấy đi ngang qua. Hất luôn. Làm hất luôn. Nó chảy ra. Hết luôn. Mình sợ lần sau mà đi ra thì chạy nhanh, không dám đi từ từ. Sao kỳ ha, Tường là đã sợ một cái con người nào rồi là sợ luôn á, né cả đường đi lối về luôn đó. Sao tự nhiên bây giờ lại lấy nhau kỳ? Thì lúc đó thì con cũng có bạn trai rồi. Anh này là những người là dự bị thôi. Làm buồn thật buồn, nó nhắn tin hỏi là này kia rồi mới rủ đi chơi, là dạng như là làm xe ôm cho mình á. Lần đầu tiên là đi với nhau chú có làm gì cháu không? Lần đầu tiên ấy thì cô ấy mặc quần đùi ngắn ngắn ấy, thì thấy giò thì cứ đụng người mí ấy, thì em bỏ tay đằng sau xem sao sờ tí. Chửi à? Chửi luôn. Không có chửi mà phản ứng tự nhiên, hỏi là chú làm gì á, kêu là anh mỏi tay quá anh bỏ tay xuống một tí rồi á. Vô tình đụng thôi đúng không? Vô tình thôi, với mình nhá thôi, mình cũng không dám để lâu. Có nghĩa là chỉ có cái chuyện sờ đùi vô tình xảy ra thôi chứ. Cái này em nghĩ không vô tình đâu, cố ý. Nhưng người ta đàng hoàng thì người ta không làm vậy đâu. Rồi sao cái bữa đó có đi đâu không? Sau bữa đó thì vợ mình nói là thôi chú ơi chú, con lạy chú ghê lắm, con không dám đi chơi với chú nữa đâu. Rồi lúc ấy là thôi.
thôi trong bao lâu thì thôi là có lần thứ hai? Thì như cũng 6 tháng sau mới nhắn lại. Thôi không sao rồi, lúc ấy lâu lâu tối thì cứ gọi điện thoại nói chuyện thôi. Trong thời gian 6 tháng ấy thì lúc ấy thì cũng buồn buồn thì mình hay đi uống cà phê hôm ấy. Thôi. Lúc lần nào mình đi uống là gặp vợ mình đi ngang qua là nhìn thấy. Mà mỗi lần gặp vậy em có phản ứng gì không? Thì mình chưa là gì của nhau thì cứ đi chờ bình thường thôi. Đến khi về nhà mới nhắn là con kinh tởm của người chú quá, không thấy ở trong tiệm, thấy ở ngoài quán thì lại ngồi với em phục vụ á. Thì lúc ấy mình cũng nhận được tin nhắn của người ta, mình sướng. Tự nhiên là có người ghen. Nhưng mà thật lòng là em có ghen không? Ghen thì cũng không đúng, đó thì cũng có bạn trai rồi. Ít tháng sau thì mới về quê làm đám hỏi á. Wow, gây cấn rồi nghe. Nói là đám hỏi thôi chứ mình quen trên đài á. Nói chuyện thì cũng thấy hợp, thì bắt đầu mới đi hỏi về thì mới biết anh này là gia trưởng nè, gia đình này khó tính, cũng thường xuyên cãi nhau lắm. 3 tháng sau thì chia tay. Mà lúc cô ấy đi hỏi lại có như thế này thì tức chứ. Cô ấy còn nhắn tin cho mình: chú ơi chú, con đang đi hỏi chồng nè. Mình tức thì nhắn tin: em có đi hỏi thằng đó cũng không hạnh phúc đâu, em thì có lấy anh mới là hạnh phúc thôi. Sao rồi con trả lời kia làm sao? Em không trả lời. Thì là 3 tháng sau là bắt đầu chia tay anh kia. Thì bắt đầu cũng có cảm tình tí xíu thôi. Mày nghe mong manh bé mận bên đấy đi hỏi chồng rồi mà sao mà cãi nhau chia tay đấy. Luôn mình mới có cơ hội tiếp. Xong đến một thời gian sau đó thì đi chơi lần thứ hai. Xong rồi mình rút kinh nghiệm lần duy nhất, chạy luôn vào quán cà phê sân vườn. Có sợ không? Sợ lắm, tối om mà. Rồi chú có làm gì cháu không? Thì lúc đầu thì cầm tay mà 5 phút sau tự nhiên ôm hôn luôn, đúng như chẳng như con báo vậy đấy. Tối om hay là buông xuôi tay? Sợ quá, buông xuôi tay luôn ha. Lúc đó còn trẻ con lắm, sợ. Sợ đến bao lâu thì mới hết sợ? Nhưng mà lúc ấy thì cô ấy cũng chưa yêu đâu. Cô ấy lại còn một cái anh người cùng quê nữa, cũng để ý vợ mình. Quê chơi á, anh này là có vợ 2 con. Mà khi quen mình là giấu là còn trái tưng á. Thì sau thì tìm hiểu mới biết là anh này có vợ rồi. Thì mới nói với má. Thì má mới khuyên là thôi đi vô lại Sài Gòn mà làm đi. Cho là hay đi học ở chỗ thằng Thanh đi. Sau đó thì mẹ vợ mới nói là gửi gắm cho mình. Nên lúc ấy mình thấy sướng quá. Không, nhưng mà bây giờ vậy nè, cái lý do gì mà đồng ý làm vợ của cô Thành? Ở ngoài quê thì mẹ là có kêu là con gái thì cũng 12 bến nước, chả biết bến nào trong mà tròn đâu. Chắc thằng Thành này chắc nó không thương mày thiệt. Lúc đó thì mà cũng có nói là bà cũng có dặn là lấy thằng nào mà đừng có bia rượu giống ba mày khù lắm. Thì vô tình anh này là không có biết bia rượu gì cả. Có nhiều dồn vô cái chuyện cô gái hết rồi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ lấy nhau xong rồi thì khi gặp con của Thành á, thì hai dì cháu bây giờ gọi con của Thành gọi dạ, là gì là gì? Hai dì cháu có hợp nhau không? Dạ có, hợp lắm. Như chị em vậy đấy, đi đâu cũng đi cùng. Lần đầu tiên là đã hợp liền không? Dạ lúc đầu thì hơi ngại thôi. Nhưng chồng bây giờ thì mới dạng như làm cái cầu nối á. Mà là em cũng thương, dạ, thương đúng rồi. Bé dạ, thương thì... như một người mẹ hay thương như một người chị? Chắc là như một người chị quá. Vui lắm. Vui lắm. Vui lắm luôn á. Bánh tráng trộn còn ăn với nhau mà. Kêu Ngọc Ánh trộn cái gì mà ăn cùng nha. Vui lắm. Thoải mái lắm. Cái tâm mình cũng không có đến nỗi là xấu như người ta. Như vậy thì khi mà em chứng kiến vậy em có xúc động không? Cũng không dám nói ra đâu, mình chỉ nhìn và quan sát thôi. Mình biết vậy đâu mà lúc nhiều khi lòng. Thì mình thấy cũng hơi cũng được. Như vậy thấy yêu vợ hơn thì, không? Thì cũng nói thật là cũng yêu vợ hơn. Ồ, rồi bây giờ là tình cảm của em bây giờ như thế nào? Anh em thì thương cái gì cũng đồng đều á. Mình không có kiểu như là vợ em đẻ đứa con em ra như này mà em bỏ đứa con đang ở với em được. Vợ em biết mà. Em có dành cái tình thương nhiều cho bé lớn không? Dạ có. Giống như mình mua đồ đúng không? Thì đứa lớn cũng có, đứa bé cũng có. Chứ không riêng đứa bé. Vậy con chị nó sẽ tùy lắm đấy. Đúng rồi. Thực ra cái tâm lý của người, nếu mà cái người gì mà đã thương cái bé mà con riêng của chồng rồi á, thì khi mà em có đứa con ra em sẽ cảm thấy rằng là em sẽ thương cái bé đó hơn nữa. Dạ. Là vì cái đứa sau của mình nó được đầy đủ quá, có cả cha lẫn mẹ cái bên, trong khi cái đứa lớn á thì nó bị thiếu hụt. Cho nên cái chuyện mà em dành tình cảm cho cô bé kia nhiều hơn một chút theo chị nha. Dạ. Đó là một cái điều em nên giữ để bù đắp cho cháu. Dạ đấy, thì mẹ chồng cũng có nói mình không có công sinh nhưng mình có công nuôi dưỡng nó, thì sau này nó cũng thương mình. Rồi lúc đó chồng em cũng có nói là em mà thương con anh nhiều á thì em còn anh còn thương em nhiều hơn à. Chính xác. Dạ. Chính xác. Rồi trong thời gian mà về ở với nhau thì hai bạn có nhận ra tật xấu gì? Là tật xấu của vợ mình á. À. Suốt ngày Facebook. Cái gì xấu hơn cái đó? À. Hay nói nhiều. Nãy giờ thấy Thành nói nhiều hơn nó giận. Thành em hay cũng nói nhiều. Có bữa anh đang ăn cơm thì mình nói nhiều á. Anh quặt cái chén ngoài đường. Dư lắm nha, nóng tính lắm. Có lần á đang điên cái gì á, đập kính là cửa rồi. Cái đầu đúng không còn chào một cái vắt này, giờ còn theo ở trên đầu này. Người em nha, nóng tính lắm. Hỏi nhỏ này, có khi nào mà ganh tình cảm của chồng với hai đứa con không? Thấy chồng lo cho con. Thương hai đứa kia nhiều lắm. Thấy chưa? Mới hỏi là có đồng đều cho ba đứa không đó.
Tính ra con này là thiệt hơn hai con kia. Nói vậy thì cũng không phải. Thấy người ta như thế, đối xử với mình, thương yêu mình như thế thì nhân đây tham gia chương trình này anh cũng nói với em là thật sự thì cũng yêu em lắm, yêu em nhiều lắm. Nói chung thế, không phải như thế đâu. Trời ơi, nói kiểu đó. Nói như vậy có phải là tình cảm không? Không, tại vì mỗi người mỗi kiểu mà. Nói thế là thật lắm đó, chứ còn nếu mà không thật đó là sẽ là kiểu khác. Nói mà thấy mặt thằng đỏ này thôi. Nhân đây anh nói với ông là anh rất là... Có nghĩa là Thành không có quen đầu môi chót lưỡi đúng không? Dạ vâng. Em nói mà nói theo cái kiểu văn hoa chữ nghĩa là em nói không có được. Em nói không được. Em rất là thật. Thay vì như những người đàn ông khác thế nào. Em à, em có biết là anh say đắm từng bờ môi của em, từng ánh mắt nhìn, từng đế hơi thở của em hay không? Nhưng mà Thành á, là tất cả những câu nói đó Thành gom lại bằng một động tác là đúng không? Không nói được không? Cho nên là nhiều khi người nào mà chưa hiểu thì nghĩ là Thành dê. Có nghĩa là nói không được cho nên là mới lấy cái tay sờ đùi đúng không? Bây giờ chương trình thì cũng cảm ơn hai bạn đã đến tham dự. Và rất mong là gia đình của bạn giữ được cái hạnh phúc các bạn đang có. Và nhớ là bỏ cái chữ chung riêng đi nha. Dạ. Đúng không? Chung hết. Chung. Đó. Chung một mái nhà. Đó, chúc hạnh phúc với hai nàng công chúa rất là dễ thương. Xin cảm ơn Thành. Nhưng mà chắc chắn là hai vợ chồng này có liên quan đến showbiz này nghe. Có không? Không, bây giờ từ từ để em hỏi. Em đoán thôi. Em đoán. Đó, em đoán nghe, em đoán nghe. Đoán đi. Hai vợ chồng này chắc chắn là có liên, một trong hai người sẽ có một người liên quan đến showbiz. Nè, về ngành nghề nào? Người mẫu. Đó, người mẫu. Diễn viên hay là nhà thiết kế thời trang. Đó. Không phải con. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Đây, quý vị xem. Thì em đoán luôn đi. Đoán rồi đúng không nghe? Em đoán luôn đi. Thì em đoán luôn rồi đó. Đoán là vợ hay chồng? Đoán là vợ luôn đó. Nãy chị nhìn dưới chị thấy nó hơi nhăn nhác Quỳnh Hồ á, lúc mà chị nghiêng á. Rồi bây giờ giới thiệu đi. Dạ chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận, thì con tên là Vũ Minh Đức. Hiện tại là con 27 tuổi. Con đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì nghề nghiệp hiện tại của con là kỹ sư phần mềm. Kỹ sư phần mềm. Dạ. Con được quyền gọi chú Quốc Thuận luôn. Khi mà con 27 tuổi, con yên tâm. Chú Thuận hơn con tới 30 tuổi. Không quá đáng nè, hơn 30 tuổi là hơn là chị bằng tuổi chị. Rồi bên này kỹ sư phần mềm mình chắc hơi sai hiểu nghe. Bắt đầu rồi giờ tới con. Tới bạn. Dạ con xin được chào cô Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Chú chào. Dạ, chú Quốc Thuận. Dạ. Trời ác dễ sợ luôn. Chú 57 tuổi rồi con. 57 nào, tao mới có 42 thôi. Hơn chồng con tới 30 tuổi. Dạ, con đừng lo. Dạ. Chú chào cô Hồng Vân, anh... con chào chú Quốc Thuận. Đúng rồi. Xin chào tất cả quý vị. Ép nhỏ dễ sợ luôn. Cái này là ép, đây là ép khí đá nè. Thôi đi. Dạ rồi, dạ con chào lại. Không được con chào vậy là đúng rồi chú. Dạ con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 27 tuổi. Thật ra thì con cũng đang ngành nghề lắm. Con đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Con đang ngành nghề là gì nè? Đó, số. Đó là cái công việc chính của con khi mà học và làm luôn là hướng dẫn viên du lịch. Con cũng có dẫn chương trình, có cộng tác cho đài truyền hình, đã từng cộng tác. MC. Dạ, nói chung là con cũng làm nhiều việc lắm. Dạ, nhưng mà cái công việc chính thức vẫn là hướng dẫn viên. Dạ, và cũng đi dẫn chương trình sự kiện. Và hiện tại thì con đang làm chủ nhà trọ cho một cậu bé trong vòng 9 tháng 10 ngày. Dạ cho nên là công ty không cho con làm việc hướng dẫn viên nữa. Rồi. Dạ và con phải chuyển sang công việc văn phòng. Dạ cho một shop thời trang. Nói chung là anh Thuận đã đoán hơi gần như là đúng rồi. Sao anh Thuận, chú thì chú, anh thì anh. Mất cười quá, ngượng. Tụi nó có 27 tuổi à. Bây giờ mình 57 thì mình chấp nhận đi, sao mình cứ giấu tuổi làm gì. Bây giờ lên Google search đi, Quốc Thuận bao nhiêu tuổi nó ra liền. Khổ tâm thiệt chứ. Thôi bây giờ mình chấp nhận mình làm chú để cho bà chị mình đã vui. Nha. Không sao cả nha. Rồi bây giờ nè, chắc có lẽ là đi du lịch. Và trong một cái tour đó thấy cô hướng dẫn viên du lịch này cao quá, xinh quá. Và thế là có cảm tình và theo đuổi đúng không Đức? Dạ vâng, con tin cả luôn nha. Đúng không? Bị cần xác nhận đúng không rồi? Dạ đúng, dạ đúng. Yes. Chúc mừng em. Dạ. Lần đầu tiên em làm thầy bói nó thành công. 1001 đoán thì vẫn dính một cái. Dính một cái một. Chú Thuận chưa bao giờ đoán đúng cho cặp nào hết. Riêng cặp tụi con là chú Thuận. Là tụi con may mắn có duyên đúng không? Dạ. Rồi con kể đi con. Ấn tượng đầu tiên của con về vợ như thế nào? Dạ thì con gặp vợ con là trong một cái chuyến tour du lịch của công ty. Đi đâu? Dạ đi Nha Trang. Thì cái hôm đó là công ty con là tổ chức một cái gala dinner, nhưng mà có làm lửa trại. Thì vợ con là đứng phát nước cho cho mọi người. Dạ. Ủa, chỉ có phát nước thôi hả? Dạ đúng rồi. Xong rồi con mới mong men đi lại. Thì cũng tại vì nhiều người phát thì con thấy vợ con là bạn dễ thương nhất thì mình lựa nhấn nó đúng. Dạ đúng rồi.
thì con lại con hỏi con lịch sự là bạn ơi mình order nước được chưa. Xong rồi thì vợ con mới kêu là dạ được anh. Xong rồi nó mình có cần thanh toán ở đây luôn không bạn, thì vợ con mới kêu là của anh 50.000 nhưng mà anh đưa số điện thoại cho em là được rồi. Ủa sao vậy, sao vậy? Không phải là công việc của chị ấy mà. Không, dạ. từ em làm gì em phải trả lời giùm vậy? Công việc tại tại sao em, tại sao em phải trả lời giùm em đoán luôn á. Thôi đoán nhiều đó đủ rồi. Dạ thực ra là khi mà dẫn tour thì trong cái đêm đó là đêm cuối cùng của tour là mình đang rất là phấn khởi là mình sắp được về nhà rồi. Và cái đoàn đó là toàn là kỹ sư trẻ hết đó cô. Dạ. Và thực ra thì con với mấy anh chị hướng dẫn viên khác vẫn đứng gửi nước, là gửi bia, gửi nước ngọt và gửi nước suối cho khách. Và tất cả mọi người đều đang rất là vui và thực ra là ai tụi con cũng chọc hết. Có riêng chồng con bị dính thính thôi. Có nghĩa là con phải trả tiền đúng không? Có phải trả tiền không? Rõ ràng là mình đã được thông báo trên xe là sẽ gửi nước cho khách, cho nên các anh chị mình khi mà khách nước có thể lại khu vực tụi em để lấy. Nhưng mà không biết sao là cứ gặp là hỏi ủa em có tính tiền không? Cứ tính tiền không đó thì con mới nói là không có 50.000 á. Cái kiểu thấy đơ đơ rồi xong con nói là thôi đưa số điện thoại cho em cũng được. Cái kiểu là vậy. Là con không biết là được free hả hay sao? Không, con biết là free nhưng mà con ghim. Con ghim là tự nhiên cái mình không quen biết gì mà mình không chọc bạn thì thôi sao bạn chọc mình. Thế là con móc điện thoại ra, con nói là anh cũng đang muốn xin số điện thoại của em nè. Con đưa ra xong cái thế là bạn rụt rụt lại là dạ nên thế con cũng lảng lảng đi luôn. Ủa dạ. Nhưng mà cái câu mà em ghẹo cổ đó là em ơi chai nước này bao nhiêu tiền hả? Dạ cũng tương có tự trả tiền không? Dạ trả tiền không em? Tức là hả? Bạn này là bị bạn này ghẹo. Biết đó, bạn này mới hỏi là bạn này là nên uống nước có trả tiền không em? Ừ đó, đó không, cho nên trả tiền anh đưa số điện thoại cho em được rồi. Con mới nói là có anh 50.000 tại vì con biết là miễn phí mà còn hỏi tiền. Con biết con nói là có anh 50.000. Xong cái kiểu đơ đơ nè, ủa sao ý là hắn biết sao, tại sao lại trả tiền á. Cho nên là thôi anh để số điện thoại cho em cũng được. Cái ông này không biết sao ông nhiệt tình, ông móc điện thoại ra ông xin thật luôn. Mà kiểu như con đang giỡn thôi à, chứ con không có muốn xin thật. Tại vì con thực ra đi tour con ít khi nào mà, tại vì khách biết số điện thoại con hết mà. Con chi phải xin như vậy. Đã, nhưng mà bạn này khác xe con chứ không phải là đi xe con nha. Rồi sau chuyến đi đó thì sao nào? Dạ thì con cũng có đâu có số điện thoại của nhau. Dạ đúng rồi. Dạ. Con cũng hỏi một số người nhưng mà người ta lại không muốn chia sẻ. Thì chắc con nghĩ là cũng cũng là nhiều người gọi là đang săn đón á, nên người ta cũng không chia sẻ. Nhưng mà tình cờ lên Facebook mới lại con cũng hỏi một cái anh hướng dẫn viên xe con. Ảnh con còn nhớ tên, ảnh là Đức Hiếu. Thì Hiếu Võ. Anh Hiếu Võ. Thì ảnh mới cho con, ảnh kêu là ừ anh cho em số của bé này nhưng mà em đừng có nói nha, mất công anh bị la bị rầy đó. Dạ thì con chưa kịp con nhắn tin nữa thì lên Facebook là thấy bạn bè trong công ty là tag vợ con vô rồi. Dạ. Thì nên con inbox thẳng luôn, con nhắn cái câu đầu tiên con chào Duyên, thì Đức nợ Duyên một số điện thoại. Cái tự động gửi số điện thoại qua luôn. Rồi con có trả lời không? Dạ lúc đó con cũng không có trả lời, con accept thôi chứ con chưa có trả lời gì hết á. Tại vì cơ bản là nói chung là tất cả đều là duyên á, có nghĩa là bình thường mình ghẹo nhiều người lắm nhưng mà có mình này ông này ông dính. Với lại là trong đoàn thì xe con thì mọi người đang cáp con với một cái anh kia. Anh đó cũng dễ thương nhưng mà kiểu mình thấy là không có duyên á, với lại con đi đoàn kiểu cũng có khách này khách kia làm mai á. Dạ nhưng mà hồi đó giờ không bao giờ con nghĩ là đi làm hướng dẫn là sẽ quen khách luôn. Dạ. Cuối cùng là quen. Bởi vì ông trời ngộ lắm. Cứ sợ cái gì là cho cái đó liền hả? Lạ lùng vậy đó. Nhưng mà thực sự cô hỏi là con không hề có ấn tượng với bạn này hả? Tại vì cô thấy bạn này khi mà bạn nói chuyện ra cái mặt bạn rất là cưng. Mặt ngộ ngộ, cưng cưng sao đâu á. Mà cái giọng cũng hay nữa. Chồng con là quê là gốc là ở ngoài Bắc nhưng mà chồng con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà cái cách bạn tiếp xúc với con và cái đời sống của bạn á y chang là một cái người dân miền Tây. Nói chung là kiểu như lúa. Anh không nghĩ là em không, là gốc ngoài Bắc đó chứ. Dạ. Giọng rất là miền Tây. Nhưng mà em có thấy cái mặt nó rất cưng không? Mặt đúng dễ rồi. Thiện cảm vô mặt cùng. Đặc biệt mà lại không ấn tượng gì bạn này. Còn bạn này là đổ, bạn này là đương nhiên rồi. Cái chuyện đó là cô khẳng định không cần hỏi tới con luôn. Cô cũng biết là con đổ say đổ sẩm rồi. Hả? Rồi nhưng mà bao lâu thì Duyên mới cho ảnh số điện thoại? Dạ thì xong lúc đó thì con mới trả lời thôi. Trả lời bình thường thôi chứ cũng không có xin số điện thoại gì hết. Rồi khi nào thì mới có cái cuộc hẹn đầu tiên? Xong rồi cứ nói chuyện tương tác với nhau á. Con thì có một đứa bạn. Có nghĩa là khi mà con muốn tìm hiểu ai, con sẽ gửi cái profile cho bạn đó xem. Bạn đó chỉ cần nói là không, thằng này không được. Kiểu như là lên Facebook soi á cô. Rồi ví dụ như soi bạn này thấy là có công việc ổn định, rồi nhà cũng ở đây, rồi nhìn mặt cũng có thiện cảm. Cho nên là mày cứ tìm hiểu thử. Thì con về con tìm hiểu thử. Thì hẹn cà phê phải lần thứ 2, thứ 3 vậy thì con mới đồng ý. Thì bạn con không cho con đồng ý liền. Dạ. À, bạn đó là quân sư đúng không? Dạ. Kiểu như vậy. Rồi sao? Rồi đi cà phê, lần đầu tiên rủ em đi cà phê được thì con nói chuyện gì trong cái lần cà phê đó? Không, con cũng không có nghĩ nhiều là mình sẽ tán bạn. Con cứ nghĩ đơn giản là mình đi mình tìm hiểu, mình tìm mở rộng mối quan hệ của mình thôi. Thì đi con cũng chia sẻ là
làm vừa mới chia tay 3 ngày là gặp bạn. Xong rồi hiện tại bạn gái hả? Dạ đúng rồi. Mới chia tay 3 ngày cái đi như tại ngày 3 tháng 10 đúng không? Thì ngày 7 tháng 10 là con gặp vợ con. À. Thì cũng chia sẻ là mình cũng trải qua mối tình vừa mới kết thúc mối tình 3 năm rồi này nọ, thì cũng hai đứa cũng chia sẻ nhau, thì tình cờ là tụi con cũng là giống nhau trong cái mặt tình cảm, là cũng là bạn này cũng mới chia tay luôn. Dạ con chia tay chắc khoảng năm hơn. Dạ. Thì thấy con thấy sự đồng cảm giữa hai con á. Thì con cũng nghĩ là mình có một mối quan hệ tốt. Thì sau đó thì cũng vô công ty cũng nổ, tại vì tính con hay nổ lắm. Thế vô công ty nổ là mới đủ đi chơi được nhỏ này, nhỏ hướng nhân viên nè. Xong á mấy ông công ty mày xảo á, ai tin mày đâu. Xong rồi con biết trước rồi nên hôm đó là con chụp một tấm hình. Hay con đưa ra. Xong rồi phía bên công ty lại thách tiếp. Mấy anh trong công ty lại thách tiếp là giờ mày tán đi tao mới bái mày làm sư phụ. Dạ nè. Thì con cũng nghĩ là nó vui vui thôi chứ cũng không ai nghĩ là mình sẽ quen bạn vợ con đâu. Thì đi chơi đâu đó lần thứ 2, thứ 3 thì đúng một tháng sau thì con hẹn bạn này ra quán trà sữa gần nhà. Con nói với bạn là thôi Đức thấy tụi mình cũng có duyên thì thôi, thì bây giờ Đức muốn tìm hiểu duyên một cách nghiêm túc. Nhưng mà vẫn không tin. Dạ, không sao tin. Lại không tin duyên hả? Dạ. Cái điều gì ở ảnh mà mình lại không an tâm mà mình không tin ảnh? Không ai đi tỏ tình mà nói là tại vì hồi xưa là mấy anh trong công ty thách anh quen được em. Con nghe con giận, cái con không chịu. Con nghe con kiểu như là mình không có thật lòng, kiểu mình chỉ là qua đường, kiểu như là tán chơi chơi thôi. Cái kiểu như không có phải là nghiêm túc trong mối quan hệ ngay từ đầu, kiểu như vậy. Và khi mà tụi con nói chuyện nhiều với nhau, lý do là cái nhà trọ của con ở lúc mà con là sinh viên á, thì ở kế bên cái nhà của chồng con luôn. Kế bên con đường, khi mà nói chuyện với nhau là hỏi ở nhà anh ở đâu thì ở ngay chỗ đó. Và cái quán ăn, những cái quán gần đó hai chồng đều biết hết. Các cô bán tên gì là hai vợ chồng biết, cho nên hai chồng nói chuyện nhiều hơn. Mình tương tác nhiều hơn. Là như vậy. Nhưng mà rồi không... sao nữa? Rồi mối tình nó tiếp diễn ra sao nữa? Mà sao ông cô gái ông thật thà như vậy? Cô gái mà ông còn khai luôn cái vụ là bị người ta thách có bồ nữa. Tại con nghĩ là mình cứ nói thật ra đi thì có người ta sẽ giống như là hiệu ứng nó ngược lại á. Nhưng mà duyên không chấp nhận gì thì cái điều gì mà khiến cho hai đứa đến được với nhau? Dạ con vẫn chạy cối. Dạ tiếp luôn. Duyên kêu là bị ho này kia thì con mua thuốc ho qua tận nhà ăn đưa luôn. Nhưng mà không chịu xuống lấy. Dạ, thì qua một hai lần như vậy thì chắc là cái nhờ cái sự nhiệt tình của con thì mới kiểu cảm giác là duyên cảm động. Dạ, và cảm chấp động. Nhận đúng không? Mà từ cái lúc mà quen nhau tới khi mà đăng ký kết hôn á là 3 năm, là hết 2 năm chồng con đi nghĩa vụ. Và hết dồn trong đó là 2 năm là dịch nữa rồi. Dạ, cho nên là cái thời gian hai vợ chồng gặp nhau nó không có nhiều. Tụi con bị yêu xa nhiều. Yeah. Khoan, có nghĩa là yêu trước khi là Đức đi nghỉ dụ. Có nghĩa là tụi con không có một cái lời tỏ tình nào chính thức hết. Có nghĩa là quen gặp nhau từ tháng 10 nhưng mà tới tháng 1, tháng 2 gì đó là chồng con đi nghĩa vụ luôn. Và chồng con cũng bị sốc là nhưng mà lúc đi nghĩa vụ là đã là quen chưa? Quen rồi đó. Thì kiểu nhưng mà cái khúc nào mà quen là con chấp nhận? Không có. Tại vì nãy giờ Đức kể là chưa thấy là dạ, cái lúc nào mà duyên coi như là đồng ý là bạn gái của Đức cả. Dạ, tụi con là giống như không là có một lời tỏ tình như là một cái dòng nước hiểu. Suối nó nghiễm nhiên nó chảy vậy đó. Ừ, chứ không có. Dạ, đúng không? Mình không có một con đập nào ngăn cách để rồi hòa vỡ không có gì đó. Không có luôn. Tại vì cái chi tiết nè, mua thuốc đến rồi cũng không xuống lấy. Là tới đó là coi như là chững lại luôn. Rồi là bao lâu thì đi nghỉ vụ? Dạ thì qua Tết là mấy tháng. Nghĩa là cái chỗ tháng 10 nè, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 đi nghỉ vụ rồi. Ba là đi nghỉ vụ. Là yêu xa 2 năm. Dạ. Rồi đi nghỉ vụ về là dịch giật rồi là yêu xa 1 năm. Dạ thêm gần 1 năm nữa. Cái lúc mà chồng con đi nghỉ vụ á là cái ngày đi á là thường á là người ta cắm trại xong là sáng hôm sau người ta sẽ đi luôn. Nhưng mà riêng chồng con là không, anh không có đi đâu, em yên tâm đi, không đi tại vì đang làm kỹ sư mà sao đi được. Không, anh không đi đâu. Xong rồi con nói là thôi bây giờ anh cứ cho em địa chỉ đi, ví dụ như mà tới nơi anh đi á thì em tiễn anh, còn nếu như mà không đi thì em đón anh về. Trời, tự nhiên tới nơi cái khoan chưa biết rồi, nhưng mà tới khúc đó là đã nắm tay chưa? Dạ rồi. Nắm tay rồi đúng không? Dạ rồi. Rồi bây giờ nè, rồi tiễn đưa đi nè, rồi tới chỗ đó. Dạ thì cái lúc mà tự nhiên cái lên xe cái đi luôn và kêu con nói là em nói công ty cho anh nghỉ nha. Trời, ông tỉnh tới như vậy luôn á, kiểu như mình mất 2 năm nữa cô, mình đang đi làm, tức là mình đi làm rồi và mình cần một cái người nào đó cũng đi làm mà có thể nương tựa với mình. Đùng một cái đi nghĩa vụ là mình coi như là không có người để nương tựa, rồi kiểu không có người ủ hỉ này kia. Xong rồi cái thấy hụt hẫng, con khóc quá chừng luôn. Là khóc cái lúc mà nhìn thấy anh lên xe đó không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà vẫn được lên thăm non đúng không? Dạ vẫn lên thăm, nhưng mà 3 tháng đầu thì hơi khó rồi, tại vì đi hơi xa, tại vì đi xuống Củ Chi rồi. Con phải chạy xuống dưới thăm. Hơi cực, như là kiểu 3 tháng đầu thì hơi cực đó cô, cho nên thành ra là bạn hất đầu đinh.
Bạn hết đầu đinh rồi, nhìn ốm mà đen á, nhìn xấu. Xót luôn đúng không? Xấu. Dạ, đợt con xuống 10kg. Là nhưng từ... mà trong cái khoảng thời gian mà chồng đi nghỉ vụ vậy thì là Duyên ở ở nhà vậy đó thì là có nhiều anh chàng theo đuổi được không? Dạ thực ra thì kiểu như là nếu như mà nói không có thì cũng không đúng, nhưng mà kiểu như vẫn có kiểu như khách của mình á, rồi đồng nghiệp hay này kia thì kiểu như là vẫn có người nhắn tin, nhưng mà thực ra thì cái này là phải tin, giống kiểu là nhiều người vẫn hay nói chồng con là ủa sao mày lấy vợ mà mày vẫn cho vợ mày làm hướng dẫn viên, rồi sao mà mày không ghen được. Dạ nhưng con nói là ngay từ đầu nếu như mà anh xác nhận là anh xác định nếu như mà ghen thì không quen được em đâu, thì phải tin nữa. Dạ và nếu như mà không tin thì tụi con không có tới bây giờ mà tụi con cưới nhau tới giờ đâu. Nhưng mà trước khi chồng con đi nghĩa vụ là con đã tới nhà chồng chưa, gặp bố mẹ chồng chưa? Là ngày Tết á, là ngày hôm Tết á, là ngay mùng 2 Tết là con là hướng dẫn viên trực đường Hoa Nguyễn Huệ, là con áo dài, nhưng mà ngày hôm đó chưa có lãnh đạo nào tới thì chồng con mới chở con về nhà của chồng con. Con nói là bây giờ là vô là phải mua cái quà gì đó, tại vì lần đầu tiên mình về đó mắt. Nhưng mà chồng con thì kiểu là không sao, không cần gì hết. Con giờ con không chịu, giờ tới nhà rồi phải mua cái gì, phải chở ra mua cái gì đó mới vào nhà được. Thì con mới ghé tiệm con mua được hộp bánh, rồi con qua con gặp bố, có bố nhà thôi. Thì con chào bố rồi nói chuyện một chút xíu rồi tụi con đi. Lúc đó là ra chưa? Lúc đó là chưa đi nghĩa vụ. Dạ vâng, chưa đi. Là xong là qua Tết là đi liền rồi luôn. Rồi tầm tháng 1 á. Dạ. Rồi cái lần sau, có nghĩa là sau khi đi nghĩa vụ là về là có đưa Duyên về nhà nữa không? Dạ là cái trong lúc đi nghĩa vụ thì sẽ có những cái ngày mà chồng con được nghỉ phép á, ngày chủ nhật á thì có đưa con về nhà ăn cơm, nhưng mà ít lắm, rất ít. Như vậy là các bạn là từ lúc mà yêu cho tới lúc mà coi như là yêu xa 3 năm trời, anh ấy đi nghĩa vụ rồi mất bao lâu nữa thì các bạn mới cưới nhau? Thì dịch xong mới cưới đúng không? Dạ, vậy là tụi con mới cưới tổng đây. Dạ. Vậy là tổng cộng là 3 năm rồi, 2 năm là 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi. Dạ thì tháng 5 năm ngoái là nhà chồng con xuống hỏi cưới con. Là vừa hỏi cưới xong là tháng 6 là dịch. Là Sài Gòn lockdown luôn, là không gặp nhau luôn cho tới khi dự định là tụi con là tháng 10 cưới. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì nhà chồng con gặp biến cố là mẹ chồng con mất. Dạ. Mẹ chồng bị bệnh à? Dạ. Dạ. Mẹ con bị bệnh ung thư. Thì cũng phát hiện lúc cũng giai đoạn cuối rồi á. Ồ thì, vậy hả? Mẹ lớn tuổi chưa con? Dạ mẹ con nếu mà tính đi đến bây giờ thì khoảng 58 tuổi. Thì là mẹ mất. Dạ. mất sớm quá. Đúng không? 58. Nhưng mà kiểu phát hiện trễ quá cô. Mà phát hiện trong dịch cho nên mình không đi khám và không chữa trị. Nói chung là mọi cái không ai đi thăm được, rất là khó khăn. Nghĩa là mẹ không kịp coi như là dự cưới hai đứa luôn. Dạ vâng. Thì cái hôm mẹ mất thì dự tính là trùng như cái ngày cưới của cưới tụi con. Ồ vậy mẹ mất rồi. Dạ. Thì cũng may mắn là cái khoảng 2 tuần cuối đời của mẹ thì vợ con có được giống như là nhờ một cái chuyến xe mà chở hàng hóa gọi là đúng rồi, một tháng nhờ một cái chuyến xe kiểu như là chở nhu yếu phẩm từ tỉnh vô thì tình may mắn là cũng có người giúp, cũng nên lên Sài Gòn thì cũng chăm mẹ con cũng được một tháng cuối đời. Tức là con có gặp mẹ một tháng cuối đời. Tại vì theo con được biết là người Bắc đó cô, là kiểu họ cũng quan trọng cái tín ngưỡng này kia á, nghĩa là nếu như mà mẹ mất rồi á mà mình chưa đăng ký kết hôn á thì mình sẽ phải để tang 3 năm rồi mới cưới được. 2-3 năm gì đó, tại chồng con là con trai á. Cho nên là bố con mới gọi con lên sớm để đăng ký kết hôn trước khi mẹ mất. Vậy là mẹ cũng mãn nguyện rồi. Có nghĩa là mẹ được con chăm sóc một tháng rồi. Sài Gòn vừa lockdown là con lên liền luôn. Là hai đứa lại cũng đăng ký kết hôn. Thành ra là mẹ cũng mãn nguyện rồi. Là một tay là Duyên chăm sóc mẹ chồng á. Dạ đúng rồi. Cái giai đoạn đó thì nhìn thấy vợ như thế nào? Thì con khẳng định luôn đến bây giờ luôn nè. Con nó chọn đúng người rồi. Là lúc trước là mình nếu mình nói chọn đúng người thì người ta sẽ không tin mình, nhưng mà sau những gì mà tụi con trải qua rồi, là 2 năm nghĩa vụ rồi, mẹ con bệnh rồi, vợ con chăm sóc từng ly từng tí một. Chuyện vệ sinh là chuyện ăn uống là chỉ có mẹ vợ con làm được thôi. Còn thì con thấy là chắc chắn phải là Duyên rồi chứ không thể nào ai khác được. Đúng nữa. Rồi. Dạ. Nên đúng rồi. Nhiều khi kiếp trước con là con ruột của mẹ. Tại vì khi mà con lên con chửi là con đăng ký kết hôn thôi. Mẹ con thì gia đình con không ai cho con lên hết. Tại vì khi mà mình lên lúc đó Sài Gòn đang dịch chết rất là nhiều, mẹ con rất là sợ, thì con chưa có tim. Mà mình cho con mình lên thì dòng họ sẽ chửi mẹ con rất là nhiều. Tại sao lại cho Duyên nó lên như vậy, cưới thì chừng nào cưới cũng được. Nhưng mà kiểu con không biết sao á, con đang thuyết phục được mẹ. Thì ba với mẹ cho con đi, nhưng mà khóc nhiều lắm. Kiểu như là con xác định luôn, khi mà có chuyến này con lên là con khó về lắm. Tại vì mình không có lý do để mình về luôn. Dạ, khi mà con lên thì con đăng ký kết hôn liền. Rồi sau đó thì tự nhiên cái mẹ không có đi di chuyển được nữa, là chỉ có là nằm tại chỗ luôn. Là tự nhiên con lên là mẹ nằm, bắt đầu nằm là 2-3 ngày sau mẹ nằm luôn á. Thì lúc đó mình không về được nữa, không có lý do để mình về. Lúc đó mình thấy mẹ thương lắm. Rồi sau đó khi mà tới khi mẹ mất á,
thì lúc đó mình muốn về cũng không được, tại vì phải cúng cơm 49 ngày. Đó. Và phải ở thêm 49 ngày. Nói chung là con ở từ cái lúc mà con lên Sài Gòn cho tới bây giờ là con ở nhà chồng con luôn. Tới bây giờ luôn. Dạ. Ồ. Dạ thực ra thì con nói hơi xạo dòng họ con một xíu để cho yên tâm á, là con lên đây con ở trọ rồi con qua con đó cho mẹ. Chứ thực tế là con ở nhà chồng con. Dạ. Bây giờ thì chắc lẽ là gia đình mới biết đúng không? Dạ, chắc là giờ mới biết. Mà thật ra là gia đình em nếu mà biết được cái việc làm ý nghĩa đó thì sẽ rất là quý. Dạ, chắc là con nghĩ lý do đó cho nên là bên nhà chồng thì mấy cô mấy bác mấy chú rất là thương con. Kiểu như là người ta đã rào lại rồi mà mình dám nhảy rào qua. Kiểu vậy. Dạ. Thật ra yêu trong cái giai đoạn đó nó cũng rất là khó. Dạ. Trời, Sài Gòn lúc đó khủng khiếp lắm em ơi. Cách đây một năm ha, sợ quá. Khủng khiếp lắm. Vậy là bây giờ là tụi con đã có em bé chưa? Là một bé. Dạ, một bé. Dạ, đang hồi nãy con nói là con đang là chủ nhà trọ cho một cậu bé trong vòng 9 tháng 10 ngày đó. Dạ. Là đang là có em bé luôn. Dạ. Vậy mà nãy con đang là chủ nhà trọ. Tôi lại tưởng là có đứa nhỏ. Đúng rồi. Dạ. Cô lại nghĩ là em bé sau 9 tháng 10 ngày đã được sanh ra đời rồi đó. Không, là bây giờ là đang có. Dạ, con đang có. Được rồi, chúc mừng nha. Rồi, con đang 11 tuần. 11 tuần. Gần 3 tháng. Rồi, chúc mừng nha. Sắp sửa biết giới tính đó. Dạ. Con biết rồi. Biết luôn hả? Dạ, con biết rồi. Không bật mí đâu, riêng trai gái. Dạ, dẫn chồng con dẫn đi đá banh được. Wow, trời ơi, mừng con nha. Rồi, chúc mừng rồi đó. Dạ, thực ra thì nói mà cái vấn đề trai gái nó không áp lực, nhưng mà khi mà mình, tại vì nhà chồng con là người Bắc, mình đúng chồng rồi, là cô chủ dòng họ. Dạ, con cháu đích tôn. Đúng rồi, cháu đích tôn nữa, đúng không? Trời ơi, chúc mừng mẹ phù hộ. Dạ vâng, con cũng nói hai vợ chồng trước khi ngủ cũng nói là lúc mà biết được cái tin đó là thấy kiểu là chắc là mẹ phù hộ rồi. Mẹ đó. Và hôm nay là các em lại đang vừa có một cái giây phút nhắc đến mẹ đó, và lại khoe một cái thành viên sắp sửa có một thành viên mới nữa. Lại là con trai nữa thì rõ ràng là hôm nay là một ngày rất ý nghĩa. Rồi tiếp tục đi, mình qua cái phần kia đi chị. Nó khó chịu cái mỏ ghê á chị khó chịu cái mỏ lắm, chị không muốn hỏi đó. Thôi để em hỏi cho. Nhưng mà không được, vì cái chương trình này mà mình không hỏi là mình bị trút quyền MC. Cho nên bắt buộc mình phải làm đúng format, đúng không? Đúng ra không định ao rồi đó, nhưng mà phải hỏi bây giờ nè, hai đứa có tật xấu gì đó. Sau khi mà về ở chung nhà thì là con có phát hiện ra bạn ấy có tật xấu gì mà lúc yêu nhau bạn ấy giấu không? Đó. Ai khui trước? Con chọn khui trước. Con đợi giây phút phải lâu rồi. Là Đức chắc xem chương trình này nhiều rồi đúng không? Dạ. Con thì cũng không chủ động xem, mà vợ con cứ ngồi xem, mà con cứ ngồi kế bên con bình luận. Rất thái cái chỗ này đúng không? Dạ, dạ đúng. Rồi hai đứa con. Dạ thì vợ con thì con hình từ lúc mà quen nhau tới giờ thì tật xấu cũng nhiều, nhưng mà nó vẫn ở trong cái gọi là cái cho phép. Nhiều khi người với người ngoài người ta nhìn vào thì người ta sẽ nói là tật xấu, nhưng mà con thấy nhiều cái đó là rất là thích. Thí dụ vợ con là cứ đi xe thì cứ hết cù lét rồi lại cắn, xong rồi lại nhéo. Là ngồi sau xe con là vậy đó. Dạ đúng rồi. Buổi tối đi ngủ nó cũng vậy. Hay là bệnh lạ nè em ơi, bệnh lạ đó. Bạn ngứa nú rồi sao á? tại vì kiểu như con hướng dẫn viên á, chồng con đi tới cái đoạn đường này là con ngồi sẽ hỏi thuyết minh, ví dụ điện Biên Phủ nè, tại sao lại điện Biên Phủ, và con sẽ kể chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông nghe đấy, ông chán. Bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp. Nó con đi tới đâu con sẽ thuyết minh tới đó, nhưng mà ông kiểu ông không chịu, không nghe, ông nghe nhức đầu, ghét là con chọc lét hay con làm gì đó nó vui. Để cho tỉnh đó phải không? Dạ. Rồi. Còn một cục cái nữa là vợ con hay bị mớ. Dạ. Cái đợt gần đây nhất là về quê mà ra mắt dòng họ. Thì tự nhiên cái con đang nằm, lúc đó đêm cũng khó ngủ tại cũng hơi lạ chỗ á, nhưng mà vợ con thì ngủ rồi. Con nằm con bấm điện thoại, con coi cái này cái kia. Thì tự nhiên cái bà bật dậy. Cái con tưởng là đi vệ sinh hay uống nước thôi. Xong tự nhiên cái quay ra hỏi coi, ủa anh ơi máy bay đáp lúc nào vậy anh? Máy bay đáp ở đâu vậy hay vậy anh? Xong rồi con mới nghe, ủa em bị gì vậy? Em bị gì vậy? Xong rồi cái hồi xong cái xìu xìu cái lại lăn ngủ tiếp. Bé bị mớ nghề nghiệp, bị bệnh dài lâu quá không bay á, đúng không? Không, thật ra con bay nhiều, con lại hướng dẫn thì con cũng bay nhiều. Nhưng mà con chắc là lần đầu tiên con ra Bắc chỗ lạ, không muốn quen nên con mớ hay sao. Chắc con lâu con không làm đó. Con nhớ đó, bị nghề nghiệp á con, bị mấy năm dịch á cấm bay. Rồi mớ, nhưng mà thật ra cái mớ đó không phải thật xấu. Cái mớ đó là coi như là cái hành vi đó là người ngủ tao không biết. Dạ không, thì ý con nói là cũng là xấu, nhưng mà còn thấy nó đáng yêu, nó cũng đúng rồi. Dạ. Có khi nào mớ nhéo là cũng không phải tật xấu đâu. Có khi nào mà trong giấc ngủ cô ấy động thủ động tay động chân với con không? Mớ mà bật dậy mà tát bóp mà chồng. Chú đoán đúng quá. Dạ, mới được đâu một tháng trước thôi. Tự nhiên con đang nằm rất là ngủ rất là say luôn. Nhiều khi mình ngáy mình không biết đâu, nhưng mà tự nhiên vợ con tát yêu cái mà tát không yêu lắm đâu.
nó cũng chát một cái. Xong mới hỏi ra cái chỉ à, tối qua anh nắm tay nhỏ nào. Chà, ghen trong mộng hả? Dạ đúng rồi. Ghen trong mộng. Dạ đúng rồi đó. Thì vậy con cũng không phải là mình mà mình không có làm gì hết, nhưng mà tự nhiên cái mình mới ngủ dậy mình chưa biết gì hết, mình còn đang gọi là đang nhảy đầu, mình đang nhảy số, xong cái mình nghĩ là ủa mình có làm gì sai không ta, mà sao thì cái đánh mình vậy, xong mình cứ nghĩ, nhưng mà cũng ngủ đi. Xong cái hồi sau 8 giờ con dậy một lần nữa thì lúc sau mới nói là kiểu ủa sao mà giấc mơ mà nó thật quá anh này kia, không biết nè anh nắm tay nhỏ mà anh còn để cắp sành này gì, tay người yêu tôi nè này kia mà tả như thật vậy. Nhưng mà lúc không ngủ bình thường là có ghen không? Vợ con thì cũng tin tưởng con, dạ, không có ghen. À, không ghen. Không? Con cảm nhận là không ghen. Dạ không ghen, nhưng mà có thiệt không? Dạ con tin vợ con, vợ con cũng không tin con. Không nói ra thôi. Dạ. Cho nên mới nói trong lúc mớ đó con. Nó dồn nén á đi vào trong giấc ngủ. Dạ nhắc cái chuyện ghen thì cái đợt sinh nhật con vừa rồi á thì tự nhiên vợ con học đâu á cái mua mấy cái quần con á. Xong cái bà in cái mặt bà vô. Làm đủ trò này kia, xong cái hỏi ủa sao em là mua gì kỳ vậy đó. Em mua vậy mốt mà có đứa nào mà nó lột lại thấy cái mặt em mà nó ghen. Có đó. Ghen mà không chịu nói. Có đó nghe. Ghen ngầm á, con hiểu không? Đó. Con cũng không có. Nó nghe nè, sao con lại in cái mặt con ở trên một cái cái quần ship như vậy? Dạ tại vì con nghĩ là cái chuyện vợ chồng thì nó cũng bình thường à. Nhưng mà kiểu là con tặng giày dép hay là giấy nịch nó bình thường quá. Với lại là cái tính của vợ chồng con nó như nhau, nó tăng động mà nó kiểu nó nhây nhây á cô. Thôi mình làm gì cho nó vui xíu. Không, cái con đặt chiêu mấy... của con quá hay luôn. Dạ. Thiệt. Cái con đặt mấy cái quần lót á, cái xong rồi mấy cái hình chibi, xong rồi con ghép cái mặt con vô. Xong rồi con đặt 4 cái. Con không biết vì sao mà người ta giao cho con có một cái lại có hình của bạn khác. Nhưng mà ông nội này ông vẫn mặc cô. Cho hai bữa con giặt đồ tự nhiên con thấy ủa cái gì đây, tự nhiên tại sao lại mặc cái quần này, anh lộn. Lần đầu tiên chị thấy một cái chiêu ghen mà ghen đáng yêu mà dễ sợ như vậy luôn. Mà nhưng mà nếu như vậy có hình người khác nữa thì cũng có nhiều người có cái chiêu giống con. Nhưng là cái chỗ chỗ in người ta đi lộn đó, hiểu không? Mà in lộn à, hay quá, để kỳ này chị chỉ cho con Liên. Chị vậy trời ơi, chị chỉ cho con Liên thôi. Mặc vô kỳ lắm. Không, cái chiêu đó hay em ơi, chiêu đó hay vô, nhìn vợ nhìn cười không luôn. Cho nên là khi mà chồng mình đi du lịch đó cô, đi du lịch con cứ cho nó thoải mái, con xếp mấy cái quần nó vô. Đúng rồi. Là mặc và lỡ chỉ được mang những quần đó đi thôi. Tại vì bạn nào mà chỉ cần tuột ra coi là thấy ồ kìa. Rồi thấy cái mặt chủ. Là biết có vợ rồi nha. Đó. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Con nghĩ chắc ba là nhiều rồi. Không phải, ví dụ như có về hay trò chuyện tám chuyện thiên hạ gì rồi về kể cho chồng nghe không? À không, dạ đúng rồi. Chú Thuận dự đoán hôm nay là chương trình này dự đoán 100% luôn á. Hướng nhân viên mà. Dạ. Rồi nhiều chuyện trên đời lắm á. Con cứ đi ngủ là nhiều khi mình đi ngủ 11 giờ mấy á thì cũng muốn ngủ rồi, cũng hơi mệt rồi thì vợ con sẽ kể những cái gọi là những cái gì mà thông tin nóng hổi của cái mạng xã hội bấy giờ, như là cái vụ mà người ta té lầu mà kêu anh ơi em thấy người ta té mà ghê quá, em coi em không ngủ được luôn. Xong rồi hôm khác lại lâu lấy cái chuyện hoa hậu ra ngồi nói em chắc chắn là Thùy Tiên đạt top 1, xong mà ngồi dự đoán năm hoa hậu mà lúc con cũng không hiểu gì hết mà vẫn phải nghe. Để không mình... nghe là bà chồng. Không em ơi, cái đó là nhu cầu thổ lộ đó. Bây giờ mình không tâm sự với chồng, mình tâm sự với ai? Đúng tại không? Tại vì hồi trước con đi làm á, như con nói chuyện với đồng nghiệp, con nói chuyện với khách, thì mình lên xe mình phải chứng minh liên tục. Đúng cô. Rồi, bệnh không chứng minh mà. Thì người ta sẽ nói là hướng dẫn viên làm biến. Đó, mình nói liên tục nhưng mà về nhà không ai nói chuyện với mình đó. Cái bệnh nghề nghiệp của người ta. Người ta là hướng dẫn viên du lịch giỏi giang, rồi tự dưng bây giờ người ta bị ngưng, đúng không? Cho nên tất cả dồn hết vào trong mơ, con không thấy à? Anh ơi, máy bay đáp mấy giờ? Ờ, con rồi. Có mong muốn vợ con thay đổi gì không? Dạ con thấy vợ con bây giờ quá hoàn hảo với con. Có đáng yêu. Bây giờ con sẽ thay đổi vì giờ vợ thôi chứ. Hay quá. Rồi nhân đây con nói luôn đi. Cũng tật xấu của anh. Tật xấu thì thật ra thì cũng nhiều á, nhưng mà con chỉ muốn chồng con thay đổi một số cái, ví dụ như là bớt nóng tính. À nóng chồng tính lắm. Cọc tính. Nhưng mà có cọc tính với vợ không? Cọc, nhưng mà như kiểu con đi, hai vợ chồng đều nhoi hết, nhưng mà khi mà chồng con nóng lên hay gì đó là con sẽ dịu xuống. Đó là cái cách mà hai vợ chồng con tự xưa là chưa bao giờ gây nhau. Là làm kiểu gì? Kiểu sao ta? Có nhiều ông chồng thể hiện là nói lớn, nạt nộ, rồi đập đồ, đập chén, đập điện thoại, nạt rồi đập luôn ảnh cưới luôn. Và kiểu như nạt nộ với anh chị em trong nhà thôi, kiểu gây nhau mà hơi lớn tiếng á. Mình kiểu như mình thấy, mình ấy thôi. Nhưng mà không có lớn tiếng với vợ. Thật ra vừa lớn tiếng là con nói ra là tắt đài rồi. Kiểu như là con dặn xuống, mỗi lần muốn gây nhau là con không có gây lộn được. Cho nên là hồi xưa giờ ở trong nhà giờ cả nhà chưa bao giờ nghe vợ chồng con gây nhau, chỉ nghe giỡn thôi chứ chưa bao giờ gây nhau. Cho nên là mình nhiều khi một người gây thì người kia phải biết dằn là vậy, cho nên là con muốn chồng con phải là cái người dằn trước. Nhiều khi con muốn, với lại là lúc nào cũng phải biết nói câu xin lỗi trước. Làm sao nhưng mà không bao giờ nói xin lỗi nè chồng em à? Dạ không bao giờ nói xin lỗi trước.
đợi đợi chọc nha con, quạo thật là quạo luôn, mà con tức mà tới nỗi con khóc luôn á, thì bắt đầu mới xin lỗi. Ừ. Đó là mình kiểu mình bị hụt hẫng rồi. Nhây á. Dạ nhây, nhây nhây rất nhây. Cho cái đam mê con ấy. Với lại là chồng con bị cái là ví dụ như mà người ta nghe người ta nghĩ là vô duyên, kiểu như giỡn, ví dụ mến đồng nghiệp cho nên chọc đồng nghiệp, nhưng mà chọc nhiều khi lố quá cái người ta buồn đó, cho nên là nhây. Nhưng mà thực tế là thực ra là chồng con thích người ta mới chọc thôi. Ừ. Kiểu vậy. Cho nên là đối với những ai mà chồng con mà giỡn nhây quá là đang chồng con đang gọi là mến, cởi lòng cởi mở với đồng nghiệp đó. Ừ. Hoặc là anh chị em đó. Còn chứ thực ra thì ví dụ như đi mà không hợp ra là ngồi im re, ngồi im re bấm điện thoại không nói chuyện với ai hết. Cho nên là khi nào nhiều người đàn ông có cái tính đó rất ngay ngay gần bản thân cũng vậy. Ví dụ như thân thì mình mới chọc, thân thì mình mới ghẹo, còn không thì chẳng bao giờ nói. Là kiểu vậy á, nhưng mà con sợ nhiều khi mình bị quá ô về, bị ô về quá đi. Và với lại là chồng con kiểu hơi con nít á, nên là con cần chồng con chững chạc một xíu. Thí dụ như những cái điều gì mà con nói chồng con nít? Chồng nít hả? Nói chung là nhiều lắm chứ. Nói chung là nhiều cái chi tiết mà con nói, con nhận định chồng con. Nội cái nhây đó cũng là nít rồi đó, nhây, đúng không? Dạ. Con mê này kia. Con mê game, mê ơ đồ không? Hình như con thấy là hình như đàn ông nào cũng mê game hay sao ta. Tại vì nếu như mà tại vì bây giờ con đang có em bé, con cần ngủ sớm. Mà chồng con chơi game, ví dụ như mà con kêu tắt loa thì có thể tắt, nhưng mà cái tiếng của bàn vi tính đó cô cạch vậy nè, nó không ngủ được. Mình ví dụ như mình chơi là con nói là chơi tới 10 giờ rưỡi nha. Ok, chơi tới 11 giờ mới hết trận. Đó. Thì lỡ dính vô trận rồi. Mà con cái này cũng thật ra cũng là tật xấu, con không biết phải tật xấu không, nhưng mà cỡ tới 11 giờ á, nguyên một ngày không có chuyện gì hết. Tới 11 giờ con đợi tắt đèn đi ngủ hết, con sẽ làm con nhảm. Con nói vậy đó, tại sao anh lại như thế này thế kia. Con nói hoài vậy đó, ghét mà chồng con quạo luôn. Bắt đầu 11 giờ con mới đúng bật rồi. Cái nút nói lên. Dạ, khoảng tầm đó con mới bật nút nói, chứ ban ngày con không muốn nói chuyện tới. Ủa sao ngộ ta? Có nghĩa là bắt người ta 11 giờ, 10 giờ rưỡi là phải tắt hết. Đó là ngán ngộ đó em. Rồi xong vừa in cái lưng xuống nửa tiếng là tới bả mở cái loa. Đó. Tại vì kiểu như là lúc đó con kiểu như con bực quá, con nói không được, thì con đợi khi nào mà tất cả im lặng hết thì lúc đó con mới nói. Thì ở nhà nhiều khi cũng có người nên con không muốn giờ cầu nhau hay là chửi chồng hay là gì á. Nên là hai chồng không gây lộn mà vậy, con chỉ có cầu nhau thôi. Và khi mà con cầu nhau lúc đó thì bất lực, không có nói được gì hết. Ủa nhưng mà bây giờ cái tật xấu mà chơi game mà chơi tới đêm á thì là cải thiện chưa? Dạ, hay là nhắc nhở rồi mới bây giờ con muốn chồng con cải thiện, ví dụ như chơi tới 10 giờ là 10 giờ, hoặc là chơi ít nhất là 10 rưỡi trở về trước thôi. Con mong không, muốn con nói luôn đi con. Đó, con mong muốn chồng con thay đổi. Dạ, không, bây giờ con muốn chồng con hứa. Đó, thôi chồng hứa đi chồng. Dạ đi. Hay có cô Hồng Dân, Quốc Thuận ở đây thì con hứa luôn mà. Nhìn nó, nhìn em, nhìn dạ. Em. Anh hứa với vợ là từ giờ anh nói chơi mấy giờ anh sẽ tự giác nghỉ. Không bao giờ chơi qua 10 giờ rưỡi. Không chơi qua 10 giờ rưỡi. Nghe tới 10 giờ 29 là tắt đó. Dạ. Đúng không? Rồi. Rồi có mong muốn chồng gì nữa không? Với lại là kiểu quan tâm giúp đỡ vợ, tại vì trong thời gian này con đang có em bé, thì kiểu như là việc nhà hay này kia nên san sẻ với nhau một chút xíu. Đúng rồi. Đúng. Cô đang tính dặn con. Tại vì con đang bị động thai nữa. Đó. Vậy là phải càng không được để vợ buồn, không được vợ làm nhiều quá. Đúng rồi. Với lại con biết không, con sẽ phải chịu được một số những cái trái tính trái nết của vợ con trong quá trình mang thai. Sau khi sinh, có nghĩa là con sẽ phải chịu đựng khoảng gần 2 năm nữa về cái trái tính trái nết của vợ con đó. Phụ nữ mà mới sanh xong là thay đổi khác hơn cái lúc mà đang mang thai. Đang mang thai đã thay đổi rồi nha. Sanh xong thay đổi hơn như vậy nữa. Mà con phải chịu đựng cái đó nha. Cái đó không phải là nó là thuộc tính của vợ con đâu. Nó là do hormone, nó thay đổi cho nên nó sẽ như vậy. Nhưng mà sau gần 1 năm em bé nó bắt đầu khoảng 1 tuổi rồi thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Đó. Đức có muốn con mình sau này vui vẻ không? Lúc nào cũng cười không? Dạ cũng cỡ cỡ con được rồi. Không, đừng vui vẻ quá đó. Nó vui á là trong lúc nó trong bụng mẹ đó, là mẹ nó lúc nào cũng phải vui á. Cho nên cái điều mà chị Dân khuyên thì nói chung là đủ hết rồi. Nhưng mà anh chỉ muốn khuyên thêm cái nữa là lúc nào cũng vậy, trong cái giai đoạn này nên làm vợ vui. Vợ vui thì con sẽ vui và con sẽ khỏe mạnh. Cô nói nghe nè, bây giờ con cái vụ game đó con tạm thời con gác qua đi, mà hai đứa sẽ thay đổi bằng một cái hình thức khác, ví dụ như là trước khi đi ngủ hai đứa cùng nhau coi một bộ phim. Đó. Cô nói thiệt đó, hay lắm. Tụi con mà dính vô một cái phim bộ nào tụi con sẽ bị ghiền, hoặc là tụi con một cái phim tình cảm lãng mạn nào đó tụi con sẽ bị ghiền. Coi mới đầu có thể là con chưa quen nha, nhưng mà coi chừng một tuần lễ thôi là con sẽ bị ghiền. Coi chung á mà cái đó hay lắm nha, thiệt. Mai mốt thứ nhất là em bé nó sẽ rất là nó sẽ rất là thích đó. Nhất là những cái bộ phim nào nó có những cái nhạc hay á con, cái nhạc hay này cái nọ nó thích lắm mà. Vợ con sung sướng mãn nguyện, nó bớt trái tim trái nết nghe. Thiệt. Rồi nhân hôm nay thì đến với chương trình Vợ Chồng Son thì thôi bây giờ đứt đi đó,
Bây giờ chú muốn Đức có một cái lời nói gì đó và có một hành động gì đó với vợ mình trong cái kỷ niệm cái ngày quay hình chương trình Vợ Chồng Son này. Con có cái gì mà bí mật hoặc là cái gì đó mà làm cho vợ surprise không? Dạ thì con cũng có nhờ bên ekip rồi, mình là chuẩn bị một món hoa. Dạ thì cứ nói với vợ. Dạ cứ nói với vợ. Thì con cũng biết là trước đó từ lúc quen nhau tới giờ là con cũng có chưa có nhận được một lời tỏ tình chính thức với lại là một lời cầu hôn nào đó nó mãn nguyện. Đừng có nói với tôi với Hồng Vân hay với ai, nói với vợ đó. Dạ thì từ lúc quen nhau tới giờ thì anh chưa có một cái lời tỏ tình nghiêm túc cũng như là một cái sự cầu hôn nghiêm túc nào dành cho em. Thì qua chương trình Vợ Chồng Son này thì anh cũng muốn tặng em một bó hoa. Thì cũng mong là em sẽ tiếp tục làm mẹ của đứa con thứ hai, thứ ba nữa của anh. Anh sẽ thay đổi nhiều hơn vì con và vì em. Rồi, em nhận. Trời ơi, dễ thương quá. Lâu rồi con mới thấy chồng con sến á, chứ thật ra thì con thích hoa mà không bao giờ chồng con tặng hoa cho con hết. Ồ. Rồi, vậy là hôm nay phát huy nha con. Dạ, phát huy. Nên phát huy một tuần hoặc ví dụ như là một tháng 2-3 lần gì đó là bảo đảm con vui hoài. Mà vui hoài thì con sẽ vui nha. Và khi ra đời là con chỉ có cười mà thôi. Ha.